cụ thể. Đấy đấy, ôi, ôi siêu to khổng lồ luôn. Ui giời ơi. Ui ủa nó há mồm mấy kìa, có kia con đầu đàn rồi. Ui nó to thế. Em tưởng một con ai ra nhiều nhỉ. Ừ, mình quốc thủ. Ui ôi, hai ông kia ông đang đảo cái gì anh em ơi? Hai ông đang đảo cái gì đấy không? Hai ông đang đảo gì mấy ông ơi? Con gì đây, con gì đây? Con dung này, con cá. Con chém gió. Chém gió rồi. Quốc cái gì cãi tôi? Quốc thì cãi tôi. Đưa tôi ăn hôi với. Không, không ra ngoài đi. Nói cho tôi đi vạc bờ ấy. Anh em chia sẻ nhau tí chứ. Ơi chia sẻ đi chú ơi. Chia sẻ đi. Không, chia sẻ đi. Không, không đi đây, không đi đây. Xem mấy ông nào đang cuốc cái gì nhá. Đứng xem tí làm gì khó khăn dữ vậy. Thôi, không đi về đi. Không đi về đi. Cần thế. Làm gì khó khăn vậy. Cãi tôi. Cho tôi góp góp công với. Không, tôi đi cuốc dùn nữa. Đưa cho góp công với. Có chuột đang xe này về làm keng mình ạ. Ừ. Nhảy. Chuột thì có. Anh đúng rồi, ông lệnh anh ấy. Bảo nó đi cuốc dùn với câu cá. Không biết cuốc một sinh ngày kia. Không có kên. Gì. Chắc lại có gì ăn mạnh. Lại có gì rồi. Cả tôi. Cuốc với ăn mạnh à. Không có kẹ còn tôi. Không đi làm đi. Có tôi cho tôi với tôi mua cho keng mình ạ. Cháu ăn kẹo với các chú. Mấy ông cuốc thì chuyện của mấy ông, bọn tôi chỉ đứng xem thôi. Tôi chỉ đứng xem thôi. Cho mượn xuống nó phải ăn chia đấy nhá. Không, mượn thôi. Không. Mượn là phải ăn chia đây. Phải có phí. Có phí đấy. Mượn là phải chia đấy. Ký một keng là đủ mà. Đang xem hai ông này ông quốc cái gì. Ui, ui, con gì đây? Con gì đây? Ui, tôi thấy có gì đen đen đấy. Đi để tôi. Đâu đâu đâu. Ui, rắn, 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 rắn. Đâu có gì kinh thế. Công ơi. Rắn. Cứ công đi đùa thôi à? Ôi công để tôi bắt. Công để tôi bắt. Công để tôi bắt. Rắn của tôi. Rắn của tôi đưa đây. Đưa đây. Để tôi bắt cho. Tôi bắt cho. Anh ông này đào được có biết bắt đâu, để tôi bắt cho. Ui ôi. Mấy ông này không ăn. Rắn của tôi đấy. Của tôi. Ôi. Đấy, thấy chưa? Thôi vậy, vậy bắt anh em chia nhau đi. Bắt anh em chia nhau nhá. Ok. Về của đi. Này cơ vậy công đi bắt chuột à? Bắt chuột đấy. Đang đi bắt chuột về làm keng đấy. Nó có được đâu. Đấy, dã man chưa? Có những con chuột này. Ôi ổ rắn siêu to khổng lồ rồi. Ui giời, nhiều thế. Ui nhiều chưa? Ừ. Tự nhiên anh em mình mất anh em xem nửa tiền rồi. Không kệ đi, rắn này cũng mình quá không bắt được hết đâu. Hai anh em mình không bắt được đâu. Không có túi không mà bắt. Ông không mang đồ phục vụ đi được, không được bắt à? Đắp xong nó quấn cổ mình luôn. Nó quần. Nào ông có cái móc không? Ông kèo thử ra xem nào. Tôi cho ông mượn cái móc nhá. Tí cơm phải chia đôi. Tí cơm phải chia đôi. Về gớm nhỉ. Đấy công bắt thì tôi chia cho. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Cẩn thận đây. Cẩn thận đây. Úi chưa? Nắp to lắm đấy. Đen mới là hổ chúa đấy. Mồm to lắm cùng ý. Khéo khéo khéo. Lắm cùng. Tí đọc đọc đấy. Cẩn thận đây, rắn nó cắn chết đấy. À, đấy như kiểu cắn nhau sao ấy nhỉ. Đấy, thấy chưa? Con này. Đấy. My good. Nhiều thế nhỉ, nhiều lắm không? Ui, đấy, đấy. Ui, đấy. Siêu to khổng lồ luôn. Ui, ui, nhiều thế. Ui, nhiều chưa? Ui, nó há mồm mấy kìa, có kia con đầu đàn ui, rồi. Ui, một ổ to thế. Em tưởng một con ai gỡ ra nhiều nhỉ? Ừ, mình cuốc trúng ổ nó luôn. Hôm này trúng tầm luôn rồi. Chân nó kìa, con này đang ngóc đầu đấy. Ui, my good. Đấy, cái trên đấy không phải đuôi đâu. Đấy. Ui, kinh quá. Kinh quá anh em. Nên mấy ông này đến mình lại vừa chia mất tiền rồi thôi. Thôi chúng ta mới lỗ tay này. To lắm. To chưa? Con này phải 4 5 cân đấy. Ui trời ơi trông này. Ui to thế. To như 2 mét vậy. Ui 5 cân đấy đấy. Bạn ấy bắt được nhau. Ui to thế. Ui. Chưa. Cẩn thận, cứ mình tính đâu. Ui này ông gồng hết cánh tay ông với lưng con rắn lên này. To thế nhỉ. To lắm. Mấy cân cơ. To lắm anh cứ đẩy cái túi đừng có nhìn đây. Rút lên kịch lắm đấy, quả ngỏi kịch. Con rắn nó bằng cổ tay này. My god. Ui. Oh my god. Ui. Trời ơi, toàn rắn hổ mang chúa rồi. Ui ôi, kinh không? Kinh chưa kìa. Dã man chưa mọi người? Quá dã man rồi. Quá to, quá đại rồi. Này. Ui, ông này, ông này cầm hết cơ bắp mềm nhất của rắn này. Cầm sâu sâu xuống đứt đuôi đúng không mày? Cái đuôi mất hết giá của tôi đúng không mày? Bố trí con, tôi về tính ngâm rượu đi. Ui, trong này còn 3 cái đuôi nữa đây. Mấy cái đuôi nữa cơ? Đây này. 3 cái đuôi này. Ui, có mấy cái đuôi nữa kìa. Ừ, đây này, 1, 2, 3 cái đuôi này. Được 3 con rồi đúng không nhỉ? Ừ, được 3 con rồi. Ui giời, đấy, thấy chưa? Nó nằm ngoài, nó vẫn tròn ngoài. Ừ, mũi được 2 con rồi. Mình mới bắt được có 2 con này. Không, mới bắt đấy, được 2 con. Đây, thấy 3 con rồi. Chắc còn nhiều lắm đấy. Con da nó nặng tôi còn. Ui, kinh thế nhỉ. Có đâu 3. 5 con chúng tôi chia như nào đấy? Đấy, đây, đây. Ui, con. Ui, trời ơi, này, này. Thích chưa mọi người, toàn nắn to rắn khổng lồ đây này. Toàn rắn to rắn khổng lồ đây nhá.
con nào con nấy bận chập bá lửa. Ôi, tự nhiên anh em mình mất coi mấy con rồi. Dã man luôn. Tôi cho ông keng. Đi về ba đứa đi ư? Đấy đấy, vậy là còn ba con đấy. Còn ba ba bốn con thì đấy nhỉ. Ui ui ui, con này nó khoảnh kinh lắm. Ui ui, rải thế. Ê. Sủ bình thường. Ui. Ui đúng rồi. Nó nổi chúa rồi. Đẹp thế nhỉ. Đợi con này nó lại tròn gì chi. Con này là cái một. Nó có hoa ở đầu, cái này chắc là hổ mang chúa đấy. Con này các bạn cân lên mình. Cái mảnh nó tròn nhỉ. Mảnh. Ấy, ôi, nó tròn vò. Ôi. Mảnh cân vậy nên đẹp lắm. Tròn vò nhỉ. Ừ. Nhưng mà tôi thích cái mảnh nó loang loang ra hai bên mép cổ cơ. Đông cái loại này uống là người ngủ củ thức đấy công nhá. Đấy, thấy chưa? Nó tốt cho đàn ông đấy. Kinh lắm. Thấy chưa? Dã man đi. Người thức củ ngủ. Ui giời ơi, con này nó cũng bảnh này. Con này cũng bảnh đẹp đúng không? Này, đúng rồi. Con đấy bự. Đâu đâu đấy. Ui giời, thấy chưa? Con này to nhất đàn rồi. Rất nó quá ghê gớm luôn. Ui, kinh cầm nâng tay về nặng thế. Nặng chưa? Là gãy cái mắt cũng gãy đổ không đấy. Này, mọi người xem. Quá to luôn anh nhỉ. Không. Con này tầm ước lượng của mình tầm 6kg. Nó tầm 6 cân đấy. Ui, 8kg. Hết rồi sao không ạ? Kiểm tra nữa xem nào, khả năng là còn đấy. Chắc hết rồi. Ui ôi ôi, còn có to thế. Còn con to nhất đàn như thế. Ui ôi ôi, kinh quá. Oh my god. Ui còn dữ lắm, con này chúa rồi. Con này có đầu đàn rồi. Lên tận chân mình luôn đấy, có đầu đàn rồi. Đầu có hình chữ thập kia là con đầu đàn rồi, con chúa đấy. Đấy. Oh my god. Ui giời, ghê gớm quá công ạ. Thì đấy đấy đấy, thấy chưa, nó trườn vào đấy, để xem nó trườn vào. Ui giời, nó trườn kinh chưa, dã man nhỉ, kinh thế, quá ghê gớm mùi. Nào đứng sang bên kia đi. Tôi bắt nó bỏ trong túi cho nó ăn. Con này to nhất đàn đúng không ạ? Ui giời, dữ chưa, to thế à. To kinh khủng luôn. Chúng ta tôi cứ đăng ký con này về ngâm rượu nhá, không phải đùa đâu đấy. Ông kia chúng ta chia tôi con đấy nhá. Xem không còn không xoắn xoắn. Dã man nhỉ. 2 3 con bằng đấy có 3 con. Không tìm kỹ xem còn con nào đấy đúng không? Ôi hết rồi Tôm ơi. Hết rồi à? Hết rồi. Con nào không? Mọi người thì sau một thời gian anh em mình đã thành công bắt thu phục được ổ rắn hổ mang cực độc mọi người nhá. Mọi người xem video. Nếu thấy yêu mấy anh em mình nhớ cho anh em xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Chào mọi người nhá.